Theo dõi phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026, vào sáng nay ngày 12 tháng 12, cử tri thành phố nói chung cũng như quận Sơn Trà nói riêng đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào kỳ họp sẽ giải quyết những vấn đề bức xúc tồn động cùng những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Sau đây là những ý kiến của cử tri mà phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV ghi nhận được vào sáng nay. Mong muốn là kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có cái nội dung về cái đối với việc cái triển khai cái chủ trương về cái cơ chế về đối với lại cái phát triển kinh tế tập thể, vì đây là một trong những cái chủ trương cụ thể và cũng gần với lại cán bộ hội viên nông dân, và hiện nay các tổ chức các cấp hội cũng đang là tuyên truyền vận động cũng như là thành lập ra mắt các cái mô hình kinh tế tập thể. Nếu như có cái cơ chế cụ thể hơn sát với lại cái tình hình thực tiễn thì cái phát triển cái kinh tế tập thể theo cái nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thì sẽ đi vào cái cuộc sống của người dân. Thông qua cái họp chắc là Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ có nhiều cái quyết nghị quan trọng để góp phần xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố đáng sống hơn và thông minh hơn. Trên địa bàn phường Phước Mỹ là chỉ một thiếu rất nhiều cái nhà sinh hoạt cộng đồng, thành thử từ sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt khu dân cư rồi sinh hoạt chi bộ đều phải thuê, mà một số cái nhà xây dựng cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng đã được xây dựng thì hiện nay đã xuống cấp, nên trên cần có phải cái đầu nghiên cứu đầu tư để có cái chỗ sinh hoạt cho dân để an lòng dân hơn. Trên địa bàn Mỹ Tân 1 của chúng tôi là có cái kiệt K211/22 Nguyễn Văn Thoại, đã nhiều năm nay nhân dân người ta đề nghị là được mở cái cổ thắt cổ chai của cái đường đó để giải quyết trong những cái việc như là nếu như mà xảy ra hỏa hoạn ấy, cũng như là cấp cứu cho nhân dân ấy, thì xe mới vào được. Nhưng mà kỳ vọng của bà con muốn là Hội đồng Nhân dân giải quyết chỉ đạo như thế nào càng sớm càng tốt.